Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dương lịch, vậy xin chúng ta nhớ để chuẩn bị cho chương trình qua tấm lòng của chúng ta. Và anh em Tái Xanh thì tôi được biết mùa thương khó năm nay, mùa phục sinh năm nay, chúng ta thi Kinh Thánh với Thi Thiên 51, phải không ạ? Có phải không ạ? Xin Chúa ban phước cho các con để các con dành thời gian để học thuộc Thi Thiên 51. Và bây giờ xin mời Hội Thánh Tam Đồng đứng lên, chúng ta dỡ ra Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 1 đến câu thứ 13. Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 1 đến câu thứ 13. Và sau khi tôi đọc xong 13 câu Kinh Thánh này, xin mời Hội Thánh đọc chung với nhau câu số 10 ba lần. Bây giờ tôi xin tuyên đọc lời của Chúa. Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó có 5 người dại và 5 người khôn. Người dại thì cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình. Xong người khôn thì cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Vì chàng rể đến trễ nên các nàng thải đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya có tiếng kêu rằng: kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người. Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình. Các người dại nói với các người khôn rằng: xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt. Nhưng các người khôn trả lời rằng: không, chẳng đủ cho chúng tôi và các chị, thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua. Xong trong khi họ đang đi mua thì chàng rể đến, kẻ nào trực sẵn thì đi với người cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Chập lâu, những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng: hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi. Nhưng người đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, cũng không biết giờ. Vả nước thiên đàng sẽ giống như, xin lỗi, câu 13. Và bây giờ xin mời chúng ta đọc chung câu số 10 ba lần. Chúng ta bắt đầu. Xong trong khi họ đang đi mua thì chàng rể đến, kẻ nào trực sẵn thì đi với người cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Xong trong khi họ đang đi mua thì chàng rể đến, kẻ nào trực sẵn thì đi với người cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Xong trong khi họ đang đi mua thì chàng rể đến, kẻ nào trực sẵn thì đi với người cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Xin mời Hội Thánh hiệp ý với tôi trong lời cầu nguyện. Thưa Cha rất yêu dấu của chúng con, Ngài là Đức Chúa Trời của tình yêu, của sự thương xót, của sự nhân từ, của sự trung tín, của sự thánh khiết. Và Ngài cũng là Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi nhân cho nhân loại qua cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và sáng nay Hội Thánh của Chúa, nàng dâu của Chúa, chúng con cùng nhau tề tựu về đây để ngợi khen thờ phượng ba ngôi Đức Chúa Trời là một. Và rồi sau giờ chúng con thờ phượng Chúa, một thời điểm rất là quan trọng đó, chúng con nghe lời Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Và Chúa ơi, chúng con sẽ nghe Kinh Thánh mà chúng con được nghe đọc, và chúng con cùng nhau đọc chung trong câu số 10, để rồi mỗi một chúng con nhắc nhở nhau tỉnh thức, chuẩn bị lòng của mình để đón chàng rể là Chúa Giê-xu quang lâm trong ngày tái lâm hậu gần rồi, Chúa yêu của chúng con. Lạy Chúa, trong những ngày sau rốt này, xin cho chính con và cho dân sự của Chúa cùng nhau nhắc nhở để giữ đời sống của chúng con trước mặt Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài. Sự thánh linh của Chúa là thần đã thật, đấng đã hiện diện nơi chốn này, đấng dạy dỗ cho con mọi sự, đấng nhắc lại mọi điều Chúa Giê-xu đã truyền dạy cho chúng con. Xin thi hành chức vụ của Ngài bắt đầu giờ phút này, để mỗi một chúng con hiểu lời của Chúa như đang cần phải hiểu, và chúng con áp dụng lời của Chúa vào đời sống của chúng con, để chúng con không như 5 người nữ đồng trinh dại dột kia nghe Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài, và chúng con công bố rằng chúng con sẽ nghe, và đời sống của chúng con chọn đó là 5 người nữ đồng trinh khôn ngoan. Chúng con tạ ơn Ngài, chúng con biết ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Xin mời Hội Thánh chúng ta đồng ngồi. Và với 13 câu Kinh Thánh mà Hội Thánh đã nghe đọc chung, thì tôi có chủ đề cho
hội thánh của Chúa. Đó là hãy sẵn sàng chờ Chúa đến. Tôi lặp lại cái chủ đề một lần nữa. Hãy sẵn sàng chờ Chúa đến. Với câu số 10 thì chúng ta thấy rằng trong đó có một cái câu rất là quan trọng. Kẻ nào trực sẵn. Có một số bản kinh thánh khác dịch rằng là kẻ nào sẵn sàng, kẻ nào sẵn lòng, kẻ nào chuẩn bị. Anh em, chúng ta tin Chúa không phải để được phước trên đất này mà thôi. Chúng ta tin Chúa không phải bằng việc chúng ta cùng nhau đi nhà thờ. Chúng ta tin Chúa không phải để rồi chúng ta nói rằng mình bỏ được đi thuốc lá hay mình bỏ được một số thói hư tật xấu nào đó trong quá khứ của mỗi một chúng ta. Và thế là chúng ta cứ an nhiên và cứ nghĩ rằng chúng ta được vào thiên đàng. Ngày hôm nay có một giáo lý mà có những mục sư tại Việt Nam nói riêng và cả thế giới đang bị lừa dối. Đó là họ nói rằng ngày nay chúng ta theo Chúa là theo giáo ước mới, giáo ước của ân điển. Trên tin Chúa một lần là được cứu đủ cả. Dù sau khi tin Chúa rồi phạm tội tà dâm, phạm tội nhạo báng, kiêu ngạo, ăn đồ cúng, vẫn được cứu dù không ăn năn. Anh em, thuyết đó không đứng vững với lời của Chúa hôm nay. Amen. Anh em, chúng ta được cứu và chúng ta phải có trách nhiệm. Vì sao? Vì chúng ta được cứu và được định cho thiên đàng. Cho tôi nghe chữ amen. Không ai được cứu mà không biết hai chữ thiên đàng. Nhưng mà thật đáng sợ, đó là ngày hôm nay có nhiều con cái của Chúa, có thể chính tôi là người phục vụ Chúa, có thể là hàng ngũ nhân sự, chúng ta không để ý rằng thiên đàng dành cho những ai. Có phải tất cả người đi nhà thờ là đủ điều kiện vào thiên đàng không? Hay là một người giảng dạy như tôi là đủ điều kiện vào thiên đàng không? Hay là những người trong ban thờ phượng, chúng ta được vào thiên đàng không? Vì có nhiều người không biết, cho nên họ đã không sẵn lòng chuẩn bị đời sống của mình. Cho tất cả chị amen. Chúng ta sống mà không bao giờ quan tâm đến đời sống của chúng ta. Chúng ta sống mà không bao giờ chúng ta để ý là làm thế nào để chúng ta được bước vào thiên đàng nếu ngày hôm nay Chúa đến. Có bài hát gì? Ngày nay Chúa đến thì sao? Ngày nay Chúa đến thì sao? Ai cho chúng ta biết chắc rằng mình sẽ được bước vào thiên đàng? Và để hiểu được điều này, chúng ta bắt đầu đi vào câu số 1. Khi ấy nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Anh em lưu ý giùm tôi câu số 1 này. Như tôi đã nói, đó là ít ai để ý những sứ điệp của Chúa trước khi Ngài bước vào vườn Gethsemane. Ít ai để ý Chúa giảng cái gì, Chúa dạy cái gì, Chúa Giêsu nói điều gì trước khi Ngài bước vào vườn Gethsemane, Ngài bước vào sự thương khó, Ngài bị đánh, bị đập, bị tra tấn, bị giết vì tội lỗi của nhân loại, trong đó có tôi và anh em. Và như tôi đã nói, Chúa Giêsu Ngài rất tập trung cho mục đích của Ngài được đến trong trần gian này. Ngài đến để không phải nhận lãnh cái lời vỗ tay của nhân loại. Amen. Ngài không đến để nhận cái lời chúc tôn của đoàn dân đông. Đoàn dân đông đã từng đi theo Ngài, tay họ đưa ra để nhận bánh từ bánh phép lạ từ 5 cái bánh và 2 con cá và 2 lần như vậy. Và những cái tay đó có thể chạm đến trốn áo của Chúa và họ được chữa lành. Và những cái tay đó có thể ta đã học rồi, cầm nhánh trà là và tung hô rằng đáng ngợi khen đấng dân danh Chúa mà đến. Amen. Nhưng những cánh tay đó trong sân đường Phi Lát cũng đã giơ lên và hô lên rằng hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Tôi không muốn nói bước vào mùa thương khó rồi chúng ta phải cố gắng khóc để cho người khác thấy rằng chúng ta yêu Chúa không. Chúng cần những giọt nước mắt cá sấu đó.
Chúa không cần những giọt nước mắt giả hình đó, nhưng Chúa cần tấm lòng của tôi và đem bày tỏ ra với Ngài. Amen. Và đây là một trong những sứ điệp Ngài giảng, Ngài nói về thiên đàng. Amen. Ngài không một lời than rằng là Ngài chuẩn bị chết. Ngài biết trước cái chết của Ngài như thế nào, nhưng Ngài vẫn dành thời gian để nói về nước thiên đàng. Như vậy anh em thấy rằng nước thiên đàng có quý với mỗi một chúng ta không? Bao người thừa nhận nước thiên đàng rất quý với chúng ta nào? Rất quý. Quý hơn nước Mỹ, quý hơn Hàn Quốc, quý hơn nước Pháp, quý hơn bất cứ một quốc gia nào trên thế giới này. Amen. Anh em, nước thiên đàng, tôi và anh em đã được định cho điều đó. Nhưng nếu ta không cẩn thận thì tôi nói với anh em rằng chúng ta sẽ bị giạt ra ngoài. Không có nói là đạo dòng gì cả. Không có nói ba chúng ta là mục sư mà chúng ta được cứu đâu. Không. Không có nói là vì mẹ chúng ta là người theo đạo tin lành rồi chúng ta được cứu đâu. Không. Không có nói là chúng ta đã tin Chúa rồi 10 năm 20 năm về trước rồi. Cũng không. Chúng ta nhìn thấy câu 1. 10 người nữ đồng trên cái thế giới này, nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trên kia cầm đèn đi rước chàng rể. Thế anh em tin rằng 10 người nữ đồng trinh này trong cái ngày đám cưới của chàng rể, chúng ta có tin rằng 10 người nữ đồng trinh này đi qua vòng tuyển chọn không? Bao nhiêu người tin rằng 10 người nữ đồng trinh này đứng vào hàng ngũ 10 người này, họ phải được đi qua sự tuyển chọn? Xin lòng giơ tay. Anh em đúng rồi. Anh em, tất cả ta đều ở đây có đám cưới rồi, có một số anh em đã đám cưới. À, phụ dâu, phụ rể, 7 người nam, bên chàng đàn trai, chúng ta phải lại lựa chọn, gương mặt cũng dễ coi chút hả? Phải không em? Vóc dáng nó gọn gàng như tôi chút, chứ còn lựa vóc dáng mà ục ịch như Lộc thì cũng hơi khó coi hả? Chúng ta lựa một người cho nó cặn tóc nó đẹp chứ ai tóc vàng vàng đen đen giống như Thiên Ân vậy cũng khó coi quá. Rồi chúng ta lựa người nữ. Có ai lựa người nữ tên là Sa-chê đứng trong 7 người để nhận quả đàn trai không? Có bao nhiêu người ở đây lựa một người nữ sức môi để đứng mà nhận quả cho đàn trai không? Tất cả chúng ta đều chọn những người phù rể phù dâu, những người bưng quả giùm. Tất cả đều có chiều cao, tất cả đều có gương mặt khả ái, tất cả đều có nụ cười tươi, tất cả đều có đôi mắt đẹp như bồ câu chứ không phải mắt gà. Chúng ta lựa chọn cũng một cái đó 10 người nữ đồng trinh này. Chúng ta cho nên nước thiên đàng giống như 10 người nữ đồng trinh. 10 người nữ này được lựa chọn. Amen. Đồng trinh có nghĩa là cái gì? Họ còn tinh khiết. Hình ảnh thuộc linh ở đây đó là nước thiên đàng không dành sẵn cho những kẻ có tội. Cho tôi nghe chị. Amen. Đồng trinh có nghĩa là còn tinh khiết, và nghĩa thuộc linh của nó có nghĩa thuộc linh có nghĩa là một người được chọn vào thiên đàng là người không có vết dấu của tội lỗi. Và các bác, cho em xin nghe chữ amen. Đừng có nghĩ rằng tin Chúa là được cứu, tin Chúa là được cứu. Đừng có tự hào rằng mình bỏ được ma túy, đừng có tự hào rằng mình bỏ được thói tật xấu, đừng tự hào rằng mình ở trong ban thờ phượng, đừng tự hào là một mục sư giống như tôi. Mười người nữ này được chọn. Được chọn làm gì? Cầm đèn để rước chàng rể. Cho tôi nghe chữ amen. Cầm đèn để rước chàng rể. Anh em, văn hóa Do Thái á, đó là khi đón chàng rể nó quan trọng lắm. Đám cưới của Hòa sắp đến rồi. Tối hôm qua tôi nghe bàn bạc căng lắm với Khả nhà mình. Bàn bạc với người mới có kinh nghiệm được mấy tháng, từ 11 hôm, tháng 11 đến hôm nay. Anh em yêu dấu của tôi, 10 người nữ đồng trinh này được chọn để cầm đèn đi rước chàng rể. Và chúng ta có tin rằng chàng rể là Chúa Giê-xu,
Hội Thánh Chúa ngày hôm nay mời người nữ đến. Hình ảnh đầu tiên là nói về Hội Thánh. Hình ảnh thứ hai là nói về đời sống của mỗi một chúng ta. Amen. 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 Để làm gì? Cầm đèn. Không phải ta mua cái đèn rồi cầm để đón trăng rễ đâu. Nhưng một câu kinh thánh đầu tiên để ta bắt kịp điều tôi muốn nói xuyên suốt sứ điệp này. Chúng ta đến với Châm Ngôn đoạn 20 câu 27. Châm Ngôn đoạn 20 câu 27. Tôi xin đọc trước và sau đó xin mời Hội Thánh đọc câu này. Linh tánh loài người vốn một ngọn đèn của Đức Giê-hô-va dò thấu các nơi ẩn bí của lòng. Linh tánh hay còn gọi là tâm linh của loài người vốn là một ngọn đèn của Đức Giê-hô-va. Amen. Thế thì điều đầu tiên tôi muốn nói với Hội Thánh của Chúa đó là đừng sống mà không có đời sống chuẩn bị đón chàng rể là Chúa Jesus Christ tại lòng. Cho tôi nghe chị. Amen. Chúng ta hãy có tinh thần này. Đó là giống như tôi đang rất là ước ao giữ tiệc cưới chiên con. Amen. Amen. Và Chúa Giêsu là chàng rể vĩ đại nhất trong các chàng rể. Hàng tỷ chàng rể trên khắp thế giới này không ai bằng chàng rể của Chúa Giêsu cả. Hallelujah. Bởi vì tôi tin Ngài, tôi tin có Ngài và Ngài đã đặt cứu tôi. Nhưng chưa một lần tôi thấy mặt Ngài cách đối diện trực tiếp. Amen. Amen. Và tôi ao ước trong ngày lễ đó. Anh ấy biết rằng ngày đám cưới bao nhiêu người dự cưới đều có một cái mong đợi, đó là nhìn mặt chú rể như thế nào, nhìn mặt cô dâu như thế nào. Amen. Amen. Và có nhiều người ô cô dâu con nhà ai mà xinh thế, ồ chú rể con nhà ai mà đẹp trai thế, đẹp trai như hải đậu bạc vậy đó. Nhưng rất tiếc, chưa có gì mà bạc quá. Vừa rồi đi bắt tóc có người cũng muốn rồi đó. Anh em yêu của tôi hãy tập trung cho điều này. Tôi và Hội Thánh của Chúa, tôi và từng anh em nghe sứ điệp này và ngay cả những người theo dõi chương trình nhóm nhau lại sau hôm nay, hãy để ý điều này. Chúng ta được kêu gọi để cầm đèn rước chàng rể. Thế thì đèn mà Chúa muốn chúng ta chuẩn bị để rước Ngài là cái gì? Chúng ta đọc câu số 27. Xin mời Hội Thánh. Linh tánh loài người vốn một ngọn đèn của Đức Giê-hô-va dò thấu các nơi ẩn bí của lòng. Như vậy bắt đầu từ giờ phút này, anh em hãy có sự chuẩn bị cho đời sống tâm linh của chúng ta. Anh em, tôi thấy có nhiều người con cái Chúa, họ dường như không quan tâm đến đời sống tâm linh của họ. Đèn sáng là nhờ cái gì anh em? Đèn sáng theo mạch văn này là dầu phải không ạ? Nghĩa thuộc linh. Tâm linh của chúng ta sống động là nhờ điều gì? Dầu là hình ảnh của Đức Thánh Linh. Cho tôi nghe chị. Amen. Cho tôi nghe chị. Amen. Bao nhiêu người thừa nhận ở đây, trong một ngày có những lúc tâm linh của chúng ta đầy dạy Đức Thánh Linh, chúng ta sống rất dễ thương. Và cũng trong một ngày đó thôi, tâm linh của chúng ta không còn được đầy dạy Thánh Linh của Chúa nữa. Chúng ta bắt đầu bị dẫn dụ, chúng ta nói những lời nói, hành vi của chúng ta, và chúng ta bắt đầu sống nó ngược lại với Đức Thánh Linh nào. Tôi phát hiện điều đó ở trong tôi. Ở trong chức vụ của tôi, ở trong hôn nhân của tôi. Anh em, tâm linh của mình là ngọn đèn của Đức Giê-hô-va. Amen. Chúng ta đều biết đúng biết sai, nhưng nhiều khi ta biết nó sai sờ sờ, chúng ta vẫn làm theo cái điều sai. Nhưng khi ta biết rất rõ mười mươi cái điều đó là sai mà chúng ta vẫn làm. Và khi tôi phát hiện này, tôi cảm thấy sợ. Bởi vì tôi cùng Hội Thánh của Chúa được chọn. Amen. Được chọn rồi. Cầm đèn đi rước chàng rể. Amen. Amen. Mỗi buổi nhóm lại, chúng ta cũng một hình ảnh đón chào sự hiện diện của Chúa Giê-xu ở giữa vòng Hội Thánh Chúa. Amen. Nhưng anh em hãy để ý giùm tôi điều này. Hãy để ý giùm tôi điều này. Và cái thánh Chúa nói gì? Trong 10 người này có điều gì anh em?
Chúng ta nhìn câu số 2 nào. Trong các đàn đó có 5 người dạy và 5 người khôn. Wow. Chúa không có nói quanh co gì hết em. Chúa nói trực tiếp luôn. 10 người được tuyển chọn, nhưng một nửa thì có sự khôn ngoan, một nửa thì ngu dại. Điều này sốc lắm á. Điều này sốc lắm. Tôi không biết bao nhiêu phần trăm giữa vòng chúng ta là người khôn và người dại. Chỉ có tâm linh của chúng ta giờ này biết rất rõ, amen, là những ngày qua chúng ta sống khôn ngoan hay sống dại dột. Chúa nói, không phải là tôi nói. Trong các đàn đó, và Chúa nói về 10.000 người nữ đồng trinh đó được chọn, nhưng mà vẫn có nửa là ngu dại, nửa là khôn ngoan. Amen. Amen. Đôi khi có thể vợ chồng, người vợ thì khôn ngoan, người chồng là dại dột. Và ngược lại, đôi khi người chồng khôn ngoan, người nữ lại dại dột. Chúng ta hãy dừng lại một giây phút và tự đặt tay nơi lòng của chính mình và tra xét, xem thử chúng ta là người khôn ngoan hay là người dại dột. Được chọn rồi, nhưng vẫn có người dại dột và có người khôn ngoan. Lời của Chúa vẫn nói rằng nhiều kẻ được gọi mà ít kẻ được chọn. Thuyết ăn điển mới không có chỗ đứng trong Kinh Thánh. Và ngay tại hội quán này, có một số thánh, có một số bạn thanh niên đã làm quen với một sư ở Sài Gòn về ân điển mới. Anh em, những ngày sau rốt, nó kề cận, ta đang sống những ngày sau rốt của những ngày sau rốt. Chúa nói tiên tri giả, rít giả phải không? Giáo sư giả phải không? Mọc như nấm ở tại đất nước Việt Nam của chúng ta. Đức Chúa Trời Mẹ, chúng ta thấy không? Kinh Thánh không có dùng Đức Chúa Trời Mẹ. Họ sáng lập nên Đức Chúa Trời Mẹ. Và những người sáng lập đó nói họ là Đức Chúa Trời, hiện thân của một Đức Chúa Trời. Wow, ghê tởm quá, xúc phạm quá, nhạo báng quá. Và vợ mục sư nói rằng bà là Đức Chúa Trời Mẹ. Ghê tởm quá, đối với tôi là cực kỳ ghê tởm. Dù vậy, vẫn có nhiều người hầu vì Chúa. Nhiều người có chức vụ rất cao trong giáo hội của họ đang đứng. Nhiều người vì đồng tiền sẵn sàng đi theo ân điển mới. Sẵn sàng theo tà giáo, họ không cần biết, miễn sao họ có tiền. Và đối với tôi, Chúa nói rằng là trong các đàn đó có 5 người dạy và 5 người khôn. Mà bây giờ chúng ta thấy Chúa Giêsu giải thích luôn. Chúa Giêsu bật mí luôn cho chúng ta biết câu số 4. Câu số 3, xin lỗi. Người dạy thì cầm đèn đi, không đem dầu theo cùng mình. Anh em thấy kinh khủng không? Những người này được tuyển chọn rồi. Và đối với văn hóa Do Thái, không có người nào trong đội rước chàng rể mà biết chính xác giờ chàng rể đến. Amen. Thế thì chúng ta thấy rằng nếu họ biết chính xác là giờ giấc chàng rể, họ không biết, amen, thì tôi tin rằng họ phải đem theo dầu của chính mình chứ. Câu số 4 nói gì? Xong người khôn thì cầm đèn đi, đem dầu theo trong bình mình. Chúng ta thấy người dạy, hình ảnh của người đi theo Chúa, không có đời sống chuẩn bị dầu, phải không ạ? Đời sống không có chuẩn bị, đi theo Chúa không có chuẩn bị gì cả. Cho tôi nghe chị, amen. Anh em thấy, chúng ta cứ so sánh điều này, chúng ta phát hiện ngay là mình đang là người dại hay mình đang là người khôn. Chúng ta cho người dại đi thì không đem dầu theo cùng mình. Hình ảnh ở đây nói về Đức Thánh Linh. Bao nhiêu người đi với Chúa mà không bao giờ hợp tác với Ngài, không bao giờ nhờ cậy Ngài.
ta làm việc theo cái ý riêng của mình. Năm người dạy này đã làm việc theo ý riêng của mình, đúng không hỡi hội thánh của Chúa? Ô, cần gì đem theo dầu theo? Chắc là chàng rể đến sớm chứ. Anh em, còn năm người khôn ngoan thì đem dầu theo bình mình. Anh em đi với Chúa trên đất này, mỗi ngày chúng ta phải chọn làm một người khôn ngoan, đó là mời Thánh Linh đi cùng chúng ta. Tao nghe chị, amen. Nhờ cả Thánh Linh của Chúa trong từng giây, từng phút. Còn không, anh em chỉ cần một giây thôi. Một giây tôi và anh em sống mà không thật sự tỉnh táo, chúng ta trở thành người dại ngay lập tức. Biết bao nhiêu cuộc đời đã sa ngã vì cớ đã không tỉnh thức canh giữ đời sống tâm linh của chính mình. Amen. Amen. Và ta đến câu số 5. Vì chàng rể đến trễ nên các nàng thải đều buồn ngủ và ngủ gục. Câu số 5, Chúa nói cả 10 người luôn. Khi chàng rể đến trễ, họ có thể chờ canh 1, canh 2, canh 3. Cho tôi nghe chị, amen. Và tất cả mọi nàng còn vui lắm, rất là vui. Nhưng mà vì chàng rể đến trễ, trên cơn buồn ngủ bắt đầu đến. Anh em, sự chờ đợi Chúa tái lâm là sự thử nghiệm đức tin của con dân Chúa. Amen. Bao nhiêu thừa nhận rằng chúng ta chờ đợi Chúa tái lâm có những lúc ta mỏi mòn rồi. Lâu quá, có phải không ạ? Lâu quá. Khi tôi đi qua những trận chiến, đi qua những nghịch cảnh, đi qua những nan đề và mà cảm thấy mỏi mệt, và nói chứ Chúa ơi, con muốn ngày tái lâm đi, để con không còn thấy những điều con không thích nữa. Con muốn Chúa tái lâm cho nó nhanh đi Chúa ơi, sao mà lâu quá vậy? Nhưng thời gian Chúa tái lâm không ai biết, ngay giờ không ai biết, cho tôi nghe chị, amen. Vì cái đó anh em, khi một người trông đợi Chúa tái lâm mòn mỏi lắm, có nhiều khi ta cũng ngủ gục giống như 10 người nữ đồng trinh này. Amen. Amen. Chúng ta cũng gục. Chúng ta cũng mỏi mệt. Chúng ta cũng sờn ngã. Chúng ta cũng nản lòng. Anh em, không ai tài giỏi khiến ta chờ đợi câu trả lời của Chúa. Thí dụ như Hòa chuẩn bị đám cưới, cầu nguyện chờ đợi, Chúa ơi tiếp trợ cho con tiền, con mua cặp nhẫn cưới. Chờ đợi Hòa không thấy, cũng mỏi mệt lắm. Amen. Tôi cũng cầu nguyện, Chúa ơi, Chúa tiếp trợ cho con, để con có tiền con mua một xe Honda, con đi hầu việc Chúa. Chúng ta cầu nguyện 1 tháng, 2 tháng không nói gì, bắt đầu thời gian mòn mỏi 1 năm, 2 năm mà chúng ta cũng chẳng thấy chiếc xe Honda đâu cả. Rồi chúng ta cầu nguyện giống như vợ chồng thầy cô Hưng và Tuyền, cầu nguyện Chúa cho mua nhà. Năm này qua năm khác cũng chưa thấy, vẫn còn đi thuê nhà ở. Đôi khi chúng ta cảm thấy mòn mỏi, và đôi khi chúng ta cảm thấy rằng Chúa không nghe lời cầu nguyện của chính mình. Nhưng đừng bị lừa dối. Amen. Tôi vẫn thừa nhận với anh em rằng chính tôi cũng có những lúc mỏi mòn. Chính tôi cũng những lúc mà tôi buồn ngủ, tôi ngủ gục. Những cái vấn đề ở chỗ này, câu số 6. Đến khuya, có tiếng kêu rằng, kia chàng rể đến, hãy đi ra rước người. Anh em, bao nhiêu người tin rằng Chúa tái lâm là có thật? Thật không? Thật không? Thật không? Hãy nhớ một điều nha. Sự trông đợi bị trì hoãn khiến lòng đau đớn, nhưng khi ước ao được thành thì thành ra như một cây của sự sống. Họ đang ngủ gật. Giống như rồi chúng tôi đi huấn luyện từ Bà Rịa về đây, trên xe tôi thấy thầy Tú ô đeo khẩu trang mà ngủ ngon lành, còn Khải thì ngủ hả cả miệng luôn. Cảm ơn Chúa là xe tôi không có ruồi, cho nên xe tôi có ruồi tôi không biết rằng là như sẽ như thế nào. Tôi nhìn lại thấy hai security của mình, security gì mà ngủ gục. Đôi khi tôi cũng mệt lắm, tôi muốn gục mà gục không được. Anh em, Chúa
Thái Lâm, lẽ thật về Chúa Thái Lâm là có thật. Cho tôi nghe chị amen. Sự thành tính của Chúa trong mọi nan đề của tôi và anh em là thật. Chúa là đấng có câu trả lời đúng nhất cho cuộc đời của chúng ta là có thật. Anh em, sẽ đến một thời điểm nào đó Chúa trả lời cho chúng ta. Chúng ta giật mình. Chúng ta giật mình. Amen. Như tôi, về vật chất, 17 năm tôi mới nhận được chiếc xe từ Chúa, phải không ạ? Có phải không ạ? 17 năm thế này có mòn mỏi không? Đôi khi vợ tôi khều cái mình cũng cảm thấy, Chúa có nghe lời cầu nguyện của con không? Con gái tôi có đôi khi nói một câu vậy nè, cái chiếc xe của ba cầu nguyện với Chúa ở đâu? Chúa của ba ở đâu? Sao con không thấy? Chúa của ba ở đâu? Sao con không thấy? Rồi vợ tôi, Chúa cho để thử thách lòng của tôi, hãy bán nhà một chiếc xe ý. Anh thấy không? Kinh khủng không? Đôi khi nó rước mình vào cái chỗ thử thách. Amen. Nhưng hãy nhớ, đến một thời điểm nào đó Chúa bày tỏ chính Ngài, cho nên hãy tỉnh thức. Amen. Và câu 6 đó là gì? Đến khuya có tiếng kêu rằng, kìa chàng rể đến, hãy đi ra rước người. Câu số 7, các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả. Các nữ đồng trinh đều thức dậy cả. Có là 10 người đều thức dậy mà không anh em? Amen. Và 10 người này làm gì ạ? Sửa soạn đèn mình. Anh em để ý câu này. Câu số 7 phần B rất quan trọng. Thức dậy sau giấc ngủ phải không ạ? Amen. Thức dậy này là một sự điệp về tỉnh thức. Giống như lời của Chúa sáng nay bắt đầu khiến chúng ta tỉnh thức phải không ạ? Khiến chúng ta nhận ra rằng, ô, thế thì mình những ngày qua mình đi với Chúa mình chẳng tỉnh thức đời sống của mình gì cả. Thì sự điệp sáng nay nhắc nhở chúng ta và bắt đầu chúng ta thức dậy sau giấc ngủ. Amen. Giấc ngủ thuộc linh đó. Sau những thời gian ta đi với Chúa hoặc ở đây mà chúng ta không thật sự tỉnh thức, bây giờ chúng ta tỉnh thức. Nhưng anh em, tỉnh thức dậy mà không sửa soạn đèn mình thì cũng như không. Cho tôi nghe chị amen. Tỉnh thức nhưng phải bắt đầu coi cái đèn là tâm linh của mình như thế nào. Cho tôi nghe chị amen. Mình phải xem cái tâm linh của mình như thế nào. Bây giờ chúng ta thấy đến câu số 8. Đến câu số 8. Câu số 8 nói gì? Các người dạy, là 5 người dạy đó, bắt đầu nói với 5 người khôn rằng, xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt. Hello, chúng ta tập trung đây. Sau khi 10 người nữ đồng trinh thức giấc dậy, và 5 người dạy cũng như 5 người khôn, họ sửa soạn đèn của mình. Amen. 5 người dạy bắt đầu mới phát hiện nè, xong rồi, đèn của mình không còn bao nhiêu dầu nữa. Và họ nói rất rõ, đèn của chúng tôi chuẩn bị tắt phải không ạ? Hello? Hello? Chúng ta tập trung. Đèn của tôi chuẩn bị tắt. Tôi mượn hình ảnh đây để nhắc cho chúng ta giờ phút này và kêu gọi anh em. Giờ này mỗi một chúng ta xem lại cái ngọn đèn tâm linh của mình. Thật sự tâm linh của mình đang mạnh mẽ không? Đang đầy dậy Đức Thánh Linh không? Hay đang thiếu Đức Thánh Linh? Chúng ta đang bị cái gì dẫn dắt? Ý riêng dẫn dắt tâm linh của chúng ta. Bao nhiêu người đã từng thấy ngọn đèn dầu rồi? Bao nhiêu người thừa nhận rằng cái tim của nó sẽ đến một lúc đó, nó có những cái bông đen đen phải không ạ? Phải không ạ? Và cái bông đen đen đó nếu chúng ta không búng nó đi, chúng ta không làm sạch nó, thì cái bông đen đen đó nó sẽ làm ánh sáng mờ đi và khói đầy nhà của chúng ta. Và bao nhiêu người biết rằng cái bông đen đen đó là tội lỗi, là công việc của xác thịt. Amen. Tất cả 10 người đồng trinh dậy sửa soạn đèn. Họ sửa soạn, Kinh Thánh nói ngắn như vậy, nhưng chúng ta phải hiểu đó là họ sửa lau chùi bóng đèn. Amen. Amen. Thế thì bao nhiêu người ở đây trong chúng ta, bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta lau chùi tâm linh của chúng ta bằng lời của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu nói gì? Xin Cha lấy lại thật, khiến họ nên thánh phước. Gia phước. Chúa Giêsu nói trong Giăng 17 câu 17 rằng, xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Vì lời Cha tức là lẽ thật. Và Ê-phê-sô đoạn 5 thì lời của Chúa nói gì? Sau khi dùng nước là lời làm cho hội thánh được tinh sạch. Amen.
Chúa dùng lời quyền năng của Ngài để rửa sạch hội thánh của Chúa. Amen. Và tôi càng đọc Kinh Thánh, tôi càng kinh nghiệm được một điều, đó là lời của Chúa tẩy sạch tấm lòng của tôi, tẩy sạch tâm trí của tôi. Amen. Tẩy sạch con người dơ bẩn của tôi. Bao nhiêu người có đồng kinh nghiệm này với tôi? Anh em, những người đời đồng trinh này sửa soạn đèn mình, họ chạy hào lau cái bóng đèn, họ làm sạch tim đèn cho tôi nghe chị. Amen. Họ gạt đi những cái bóng đèn đen đó, và họ phát hiện trong đèn của họ thiếu dầu. Bao nhiêu người thấy rằng những ngày qua đời sống chúng ta không đầy dậy Đức Thánh Linh, thiếu dầu. Amen. Thiếu Đức Thánh Linh dẫn dắt. Theo anh em, được Đức Thánh Linh dẫn dắt quan trọng không? Rất rất quan trọng. Không phải ai đi nhà thờ cũng được Đức Thánh Linh dẫn dắt đâu. Cho đến khi mà chúng ta thèm được Ngài dẫn dắt, chúng ta cần được Ngài dẫn dắt, chúng ta để Ngài làm Chúa làm chủ đời sống của chúng ta, thì lúc đó Ngài bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. Amen. Như khi đại tôi nói, nếu chúng ta được Ngài dẫn dắt, trong mọi sự việc nó trở nên rất là dễ chịu. Nhưng trong một thời điểm nào đó chúng ta không được Ngài dẫn dắt, chúng ta dễ dàng sống theo xác thịt. Chúng ta dễ dàng sống theo cái cảm tính của chính mình. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Vì cái đó anh em, hãy sửa soạn đèn mình để phát hiện. Và khi một cây đèn thiếu dầu là ngọn đèn sắp tắt. Đúng không ạ? Bài học thuộc linh ở đây là gì? Có nhiều người vẫn đi với Chúa nhưng tâm linh của họ sắp tắt rồi. Linh tánh của con người là ngọn đèn của Đức Chúa Va. Đúng không ạ? Tâm linh của tôi và em rất quan trọng trước mặt Chúa giờ này. Bởi vì Kinh Thánh Chúa nói rằng tâm linh của tôi là ngọn đèn của Chúa, tâm linh của Cường là ngọn đèn của Chúa, tâm linh của anh Hà là ngọn đèn của Chúa, tâm linh của Bình là ngọn đèn của Chúa, tâm linh của Tri Ân là ngọn đèn của Chúa. Ngọn đèn là gì? Tác dụng của đèn là gì? Để soi sáng. Amen. Để ta biết đi con đường đúng, để ta biết đi con đường sai trật, để ta không đi vào ngõ cụt của cuộc đời, để ta không đi vào những cái chỗ của sự bị cám dỗ. Anh em, có những người tâm linh họ đã tắt rồi mà họ vẫn đang hát ca ngợi Chúa được đó chứ. Hát thì ai hát cũng được. Amen. Ca sĩ đời nè, chúng ta đâu có Chúa đâu, nhưng mà nhạc giáng sinh họ hát còn hay hơn trong đạo nữa. Amen. Trong hội thánh nữa, có đúng như vậy không? Họ vẫn hát nhạc thương khó, họ vẫn hát nhạc Chúa rất là hay, hay hơn thầy Hưng. Khi thầy Hưng cất lên giọng hát thì tôi không biết nhạc sĩ nào có thể ghi nốt nhạc lại được. Bởi vì thầy hát trên các tất cả các cung nhạc nó ở đâu đâu á. Anh em, hãy nghe điều này. Nếu giờ này chúng ta sửa soạn đèn mình, bao nhiêu người thấy ngọn đèn trong chúng ta sắp tắt? Làm thế nào để ta biết ngọn đèn sắp tắt? Làm thế nào nắm người dạy biết ngọn đèn sắp tắt? Đó là ánh sáng của ngọn đèn lu mờ dần, phải không ạ? Họ nhìn ánh sáng của ngọn đèn của họ với ánh sáng của năm người khôn, hai cái ánh sáng khác nhau. Cho tôi nghe chị. Amen. Bao nhiêu người thừa nhận rằng chúng ta nhìn đời sống thuộc linh của con người này và đời sống thuộc linh của mình nó một trời một vực? Sao họ tuyệt vời vậy? Sao họ kỳ diệu vậy? Còn mình thì kỳ cục. Đáng lẽ kỳ diệu thì mình là kỳ cục, kỳ riết ra cục đất. Anh em, hãy đủ bình tĩnh để sửa soạn đèn của chúng ta ngay giờ phút này. Bởi vì chúng ta được kêu gọi để cầm đèn rước chàng rể. Khi tôi ra mắt Chúa mà tâm linh của tôi đầy dậy Đức Thánh Linh đó, thì tôi cảm thấy ngọt ngào lắm. Và có những giây phút, có những thời điểm khi tôi sống theo xác thịt, tôi ra mắt Chúa anh em, tâm linh của tôi biết là ngọn đèn của Chúa. Amen. Nó lu mờ trước mặt Chúa. Và Chúa hỏi tôi rằng bây giờ con muốn làm cái gì đấy? Con muốn làm cái gì đấy? Thì tôi biết ngay, đó là Chúa muốn tôi phải sửa soạn lại cái đèn của tôi. Amen. Anh em biết điều tôi muốn nói không? Tôi sửa soạn lại cái đèn của chính mình. Để gì? Để tôi phát sáng. Thưa tôi nghe chị. Amen. Để tôi bày tỏ sự sáng của Chúa Giêsu. Để tôi bày tỏ sự sáng những điều gì Kinh Thánh nói. Hallelujah.
và tôi không còn đi vào ngõ cụt, tôi không còn đi vào cái lối bế tắc, tôi không còn đi vào cái lối tâm tối để rồi thất bại. Và trong cái phút họ hoảng hốt vì thấy đèn của họ sắp tắt, họ xin những người khôn chia sức dầu, phải không anh em? Amen không ạ? Và chúng ta thấy những người khôn nói gì? Không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị, thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua. Ở phần đoạn kinh thánh câu số 9 này, tôi không nói là Đức Thánh Linh phải đi mua. Amen. Tôi không nói. Đức Thánh Linh là một sự ban cho của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Nhưng mạch văn này đang nói theo cái cách nghĩa đen. Amen. Amen không ạ? Là dầu hết thì phải đi mua. Điều này chúng ta biết một lần nữa rằng năm người dạy đã không có sự chuẩn bị trước khi đi đón chàng rể. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Mỗi lần ra mắt Chúa trong ngày Chủ nhật, mỗi lần ra mắt Chúa tại phòng riêng, mỗi lần các bạn ra mắt Chúa học kinh thánh tại buồng, xin đừng bao giờ quên điều tôi chuẩn bị nói đây. Đó là chúng ta hãy chuẩn bị ngọn đèn của tâm linh của mình. Hãy chuẩn bị ngọn đèn nói về tâm linh của chính mình. Amen. Khi một con người bắt đầu không có đời sống chuẩn bị, bắt đầu dễ dàng phạm tội, bắt đầu dễ dàng làm theo ý riêng, dễ dàng sa ngã, dễ dàng đi theo sự kiêu ngạo, dễ dàng đi theo sự nhạo báng, dễ dàng đi theo sự nổi loạn, thì tôi nói với anh em rằng tâm linh bắt đầu không còn sự hiện diện của Chúa nữa. Tại sao có con cái Chúa, chúng ta nhìn gương mặt của họ, họ không trang điểm gì cả, nhưng mà chúng ta nhìn vào, chúng ta cảm nhận ngay cái sự hiện diện của Chúa ở đây trong họ. Và ngược lại, có nhiều người trang điểm, có nhiều người ăn mặc, nhưng chúng ta nhìn gương mặt họ tối thui vậy đó. Và ta đi tiếp. Câu số 10. Khi năm người dạy nghe lời đáp của năm người khôn, đi mua đi. Bởi vì họ cần đón chàng rể mà, amen. Thì họ cần phải có dầu. Bởi vì khi chàng rể bắt đầu đi, chàng rể bắt đầu đi, năm người dạy có thể đứng bên này, năm người khôn có thể đứng bên này. Và ta biết rằng Chúa Giêsu bắt đầu xuất hiện. Ngài đi. Năm người khôn thì cái đèn của họ rực rỡ, amen. Amen. Và Chúa Giêsu rất là vui. Nhưng Ngài nhìn bên trái của Ngài, Ngài nói, ủa, sao năm cô gái này lại tối thui như thế này? Họ thừa biết Chúa Giêsu không bao giờ đồng ý điều đó. Amen. Anh em hiểu điều tôi muốn nói không? Chúa Giêsu không bao giờ vui thích khi nhìn thấy đời sống của Cường không có ánh sáng của Chúa. Chúa Giêsu không bao giờ vui thích khi nhìn thấy đời sống của mình không có ánh sáng của Chúa. Chúa Giêsu không bao giờ vui thích khi nhìn vào đời sống của tôi và thấy rằng tôi không có sự sáng của Chúa. Amen. Amen. Khi tôi ra bắt Chúa, có nghĩa là tôi đón chào Chúa, Chúa phải nhìn tôi có sự sáng của Ngài. Bao nhiêu đọc cử ước rồi, các con trai thầy tế lễ Aaron đã dâng lửa lạ cho Chúa. Anh em, có nhiều người yếu đuối lắm, tâm linh như năm người khốn gì đèn chúng tôi gần tắt rồi, nhưng khi ra mắt Chúa vào trong hội thánh, họ cũng hát: trong Cha là sự sống tôi, trong Cha là sức mới tôi. Họ nhảy ghê lắm. Họ cho mọi người, dường như họ che đầy cái sự sốt, dùng sự sốt sáng, dùng sự nhiệt tình để che đầy mọi người thấy sự yếu đuối của chính mình. Trên năm người dạy, nghe năm người khôn nói, thà các chị đi mua đi, vì không đủ cho chúng tôi. Và họ đi mua. Thì cái thằng Chúa nói gì anh em? Chàng rể xuất hiện, phải không? Có phải không anh em? Có phải không ạ? Xong trong khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Anh em, một cảnh trạng rất đau buồn. Họ được chọn để đón chàng rể, cho nghe chị amen. Họ được chọn cầm đèn để đón chàng rể, nhưng đèn của họ bây giờ thiểu dầu và sắp tắt. Cho nên chàng rể đến, họ không đón được
Anh em có biết rằng tại sao những giờ nhóm lại có người được Thánh Linh thăm viếng, có người rất cần nhưng Đức Thánh Linh bỏ họ ra ngoài? Bởi vì Ngài thấy rất rõ, tôi không biết nhưng Ngài biết là có những người không chuẩn bị tâm linh của chính mình. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Có nhiều người biết họ sai sờ như vậy, họ phạm tội như vậy, nhưng ở nơi riêng tư không bao giờ họ nói với Chúa rằng con đã sai và con cầu lấy sự tha thứ của Ngài cho chính đời sống của tôi. Tôi có những điều sai trật. Nhưng để trước khi tôi đứng ở tại nơi chỗ này, tôi phải đến với Chúa. Amen. Amen. Xuyên suốt những ngày qua là cái thời điểm tôi cần Chúa tha thứ, tẩy sạch tôi, phiếu trắng tôi bằng dòng huyết quyền năng của Ngài. Cho tôi nghe chứ. Amen. Amen. Tôi phải giữ đời sống của tôi. Vì tôi không muốn Chúa đến với người này mà Chúa không đến với tôi. Tôi không muốn cái cảnh đó là Chúa tiếp 10 người, xin lỗi 5 người khôn mà Chúa không xuất hiện cho 5 người dại. Amen. Amen. Anh em, Chúa là sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi của Ngài dành cho mọi người. Nhưng hãy nhớ rằng Ngài không bao giờ ban sự cứu rỗi của Ngài cho kẻ dại dột. Vì kẻ dại dột không biết trân quý cái sự cứu rỗi mà Chúa Giêsu phải đánh đổi cả sinh mạng của Ngài để chúng ta mới được sự giải cứu đó. Cho tôi nghe chứ. Amen. Amen. Cho nên tôi không thích là một người ngu dại trước mặt Chúa. Tôi phải là người khôn ngoan trước mặt Chúa. Bởi vì cái giá của người dại trả lớn lắm anh em. Đang khi họ đi mua, chàng rể đến. Và cái thánh nói rằng kẻ nào trực sẵn thì đi với chàng rể cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Anh em biết, cái cửa của Chúa, cửa cứu rỗi luôn luôn mở anh em. Nhưng ai là người được chọn rồi mà khinh lờn Chúa? Amen. Tại sao 10 người nữ, xin lỗi 5 người nữ dại dột kia không chuẩn bị đệ, chuẩn bị dầu? Bởi vì 5 người nữ dại dột này từ trong họ, họ nghĩ rằng họ được chọn rồi, họ hân hạnh trong vòng 100 người kia rồi. Amen. Họ được tuyển chọn để đón chàng rể, họ vui, họ khoe với mẹ rằng mẹ mẹ, con được Chúa chọn để đón chàng rể. Mẹ mẹ, con được anh Hoàng chọn để làm phụ dâu. Họ chủ quan. Và điều thứ hai, họ khinh lờn chàng rể. Họ coi thường chàng rể, phải không? Là Chúa Giêsu. Amen. Anh em, xin đừng ai ở đây mà xem thường Chúa Giêsu nữa. Xin đừng ai ở đây khinh lờn Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Xin đừng ai ở đây đóng đinh Chúa Giêsu một lần nữa. Xin đừng ai ở đây giống như 5 người dại kia. Amen. Và chúng ta thấy câu 11. Điều gì xảy ra cho 5 người dại này? Chập lâu, những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng, đây là 5 người dại phải không ạ? Amen. Và họ xin gì ạ? Hỡi Chúa. Hỡi Chúa. Họ kêu 2 lần hỡi Chúa. Nói lên quan trọng không anh em? Quan trọng không anh em? Họ rất được vào, họ rất được muốn vào bên trong căn phòng đã bị đóng kín đó để dự tiệc cưới. Và từ sâu thẳm linh hồn của họ biết là xong rồi. Và họ bắt đầu gõ cửa. Hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cửa cho chúng tôi. Đau buồn lắm anh em. Chúa mở không? Câu 11. Xin lỗi câu 12. Nhưng chàng rể đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Kết thúc buồn không anh em? Chúng ta suy gẫm một chút nhé. 10 người đỡ đồng trinh này được chàng rể tuyển chọn. Cho tôi nghe chữ amen. Cho tôi nghe chữ amen. Nhưng bây giờ Chúa trả lời 5 người dạy cho nên ta không biết các ngươi đâu. Chúa chọn mà. Chúa biết rất rõ tên luôn. Amen. Amen. Chúa biết rất rõ là bếp trưởng luôn. Chúa biết rất rõ là bếp trưởng bị té đau luôn. Chúa biết rất rõ. Chúa biết rất rõ.
khi tôi đọc điều này, tôi rúng động lắm anh em. Chúa nói ta không biết các ngươi đâu. Giống như Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 7. Chỉ có kẻ nào làm theo ý muốn của cha ta trên trời phải không ạ? Chúa nói gì? Ngày đến sẽ có những kẻ nói với ta rằng lại Chúa, con đã từng nhận danh Chúa đuổi quỷ. Con đã từng nhận danh Chúa nói tiên tri. Con đã từng nhận danh Chúa làm phép lạ. Chúa nói gì? Ta không biết ngươi. Bao giờ? Hãy lui ra khỏi ta. Thật đau đớn. Amen. Ngày đến sẽ có nhiều người nói giống như vậy. Và sẽ có nhiều người nói rằng lại Chúa, con đã từng hướng dẫn thờ phượng. Con đã từng giảng dạy. Con đã từng giúp đỡ cho nhiều con người. Con đã từng mở nhiều hội thánh. Con đã từng đi truyền giáo nhiều nơi. Con đã từng. Nhưng mà Chúa nói gì? Ta không biết ngươi. Sốc lắm anh em. Amen. Sốc lắm. Khi tôi đọc đến điều này tôi sợ lắm anh em. Tôi sợ một ngày Chúa nói gì? Sĩ, ta không biết con. Ta không biết con. Trên hỡi các anh chị em, tôi tin đang lúc ta nghe sứ điệp này, lòng của chúng ta được dấy lên sự tỉnh thức. Nhưng đừng chủ quan là chúng ta theo đạo tin lành. Không ai theo đạo tin lành mà được cứu. Chỉ có người nào theo Chúa Giê-xu giữ gìn đời sống của mình trung tín cho đến chết thì người đó mới được cứu. Amen. Amen. Chúng ta đừng khinh lờn giống như Ê-sau. Xem thường quyền trưởng nam phải không? Ông bán quyền trưởng nam nó bằng cái gì anh em? Bằng 50 cây vàng phải không Tuyết? Ông bán quyền trưởng nam đó bằng 1 tỷ đô la phải không Thánh? Chứ ông bán bằng cái gì? À, bằng một tô canh thôi. Phạm ta biết gì khi Gia-cốp chúc phước phải không? Có phải không? Ông chúc phước cho, xin lỗi, khi Isaac chúc phước cho Gia-cốp phải không ạ? Và Ê-sau đến khóc: cha, cha ơi, xin chúc phước cho con. Isaac nói một câu, tôi đọc và tôi nghe cái giọng nói của Chúa đó: con ạ, cha đã chúc phước cho Gia-cốp rồi. Và nó hẳn được phước như vậy. Và Ê-sau khóc: cha, con ta còn phước nào không? Cha chúc cho con đi. Và cuối cùng, thay vì lời chúc phước, Isaac đã công bố một sự rủa xả phải không ạ? Hỡi các anh chị em yêu của tôi, đừng khinh lờn chàng rể là Chúa Giê-xu như năm người dạy nữa. Trong mùa thương khó năm nay, đừng khinh lờn Chúa Giê-xu đã chết đền tội cho tôi và anh em. Đừng xem thường giọt máu của Ngài đổ xuống. Amen. Amen. Không ai là người trọn vẹn. Tôi không phải là người trọn vẹn. Nhưng khi tôi sai, tôi phải lập tức sửa liền. Amen. Amen. Để tôi chuẩn bị cái ngọn đèn này phải có sự sáng của Chúa. Không khinh lờn được. Amen. Không khinh lờn Chúa được. Không xem thường Chúa được. Hỡi hội thánh dấu yêu của Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu nói ta không biết các người đâu. Thế anh em rằng Kinh Thánh không có nói, nhưng cửa đã đóng lại rồi. Anh em có biết rằng giống như chiếc thuyền Noe, khi Noe đóng tàu, ông đi ra ông nói mọi người phải không ạ? Hãy thu xếp vào tàu ở với tôi đi, chuẩn bị có nước lụt. Anh giống như năm 10 người đang đồng trinh rồi, anh lại ngủ gục rồi. Noe nói với mọi người thời đó: hãy vào tàu vì chuẩn bị có mưa lớn đổ xuống và lụt phải không ạ? Nhưng Kinh Thánh Chúa nói rằng là những người đó không thèm để đến lời của Noe nói. Họ vẫn cưới gã phải không ạ? Họ vẫn tiệc tùng liên miên phải không ạ? Họ phải phân ăn uống không để ý vào cái lời của Noe nói. Và chúng ta tưởng tượng đi, mỗi loại vật, mỗi giống đực, giống cái, một cặp chim muông đi vào. Anh em để ý nha, con vật mà nó còn nghe tiếng của Chúa nó vâng lời, còn con người Đức Chúa Trời tạo dựng nên giống Ngài, họ phớt lờ tiếng của Đấng tạo dựng họ. Khi tôi đọc với nó tôi cảm thấy xấu hổ lắm anh em. Con vật đực mái trống cá
mỗi cặp, mỗi loài, amen, đi vào tàu. Nó là con vật mà nó còn nghe cái tiếng của Chúa bảo nó đi đến cái chiếc tàu mà ông Noe đóng đó, amen. Và khi nó vào chiếc tàu Noe đó, ông Noe không cầm cây mà rượt nó chạy, amen. Vì ông Noe biết rất rõ ý muốn của Đức Chúa Trời bảo tồn loài vật, amen. Và chúng ta tưởng tượng nước bắt đầu dâng lên ở dưới sông thôi, dâng thời bây giờ chưa hề. Họ nói là họ biết bơi được, họ có thể giống nói như cô Văn vợ thầy Sơn là mình ngán gì cái vụ này, mình đã từng lội suối đi nhóm thanh niên rồi mà, nước mới ngập suối nó ngập cái chi. Họ vẫn còn có thể ăn tiệc, họ có thể đem cần câu ra giống như mấy anh em đem lưới ra bắt cá nấu lẩu cá. Nhưng mưa 40 ngày, chúng ta tưởng tượng nha. Tôi tin rằng có nhiều người đến gõ cửa thuyền của Noe, em ấy. Có nhiều người khóc, xin mở cửa cứu chúng tôi. Nhưng cửa đã đóng lại. Anh em, sự nhân từ hằng còn đến đời của Yahweh. Nhưng hãy nhớ rằng đến một thời điểm, nếu chúng ta không thành tâm, ăn năn, từ bỏ, cánh cửa của sự cứu rỗi sẽ đóng lại. Và lúc đó chúng ta có kêu khóc Chúa nói ta không biết ngươi. Amen. Rồi chúng ta nói gì? Ngài không tin, Ngài hỏi một sư sĩ đi. Chúa nói ta biết con ở trong trung tâm tái sanh, ta biết. Nhưng mà ta cũng biết con á, khinh lờn ta cũng biết con nhạo báng ta biết con vô tín, ta biết con kiêu ngạo, ta biết con không chịu mở lòng tiếp nhận ta. Và ta không biết ngươi đến từ đâu. Cánh cửa. Trên câu 12, 13 nói gì? Quả thật ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ. Hỡi thánh của Chúa, câu chuyện này kết thúc không có hậu. Bởi vì 5 người dạy không được cứu, amen. Amen. 5 người dạy không được cứu. Nhưng có hậu, vì câu chuyện 5 người dạy này đem đến sự tỉnh thức lớn cho chính tôi. Đem đến sự tỉnh thức cho hội thánh hôm nay. Đem đến sự tỉnh thức cho những người đang theo dõi sứ điệp này. Đừng nghĩ rằng mình đi nhà thờ là đủ rồi. Đừng nghĩ rằng mình theo đạo tin lành là đủ rồi. Amen. Và như các anh tái sanh thì đừng nghĩ rằng ở đây cơm ăn ngày 3 buổi có người lo hết rồi. Có người khác nấu, có người giống như phục vụ chúng ta đến tận răng chúng ta rồi. Và chúng ta cứ thế. Rồi thờ khẩu biểu ai lau, xin lỗi, ai rửa chén. Ai lau restroom thì lau restroom. Ai quét dọn trung tâm thì quét dọn. Ai cho bày gia súc ăn thì cho bày gia súc ăn. Dường như mỗi ở đây dường như tất cả đều tới có thời khói biểu. Nhưng hãy vượt thời khói biểu, amen, để coi lại ngọn đèn của tôi và em sáng hôm nay có bùng cháy sự sáng của Chúa không, hay ngọn đèn của chúng ta nó chuẩn bị tắt rồi, hay ngọn đèn ta le lói rồi. Nhưng mà sự nhân từ của Chúa giờ này nói với chúng ta trong chức vụ Chúa Jesus gì? Ngài không nỡ dập tắt ngọn đèn còn hơi cháy. Amen. Amen. Sự nhân từ của Ngài là vậy. Có là sứ điệp được giảng ra. Nhưng ngay giờ này, Chúa chưa tái lâm. Nhưng Ngài vẫn còn nhân từ nếu ta nhìn thấy ngọn đèn của mình đã sắp tắt rồi. Amen. Nếu mình nhìn thấy sự yếu đuối của mình, nếu nhìn thấy sự bất toàn của mình, trở về với Chúa, Ngài không nỡ dập tắt ngọn đèn còn hơi cháy trong anh em. Amen. Ngài sẽ làm cho nên cháy trở lại. Ngài sẽ phục hồi anh em trở lại. Amen. Ngài sẽ làm mạnh mẽ đem trở lại. Ngài sẽ dấy anh em lên để bày tỏ ngọn đèn của Đức Chúa Va ở trong tâm linh của mỗi một chúng ta. Cho tôi nghe chị. Amen. Cho nên anh em, nguyện lời của Chúa hôm nay cảnh tỉnh đời sống của tôi và anh em. Mỗi một chúng ta đang có ngọn đèn của Đức Chúa Va. Bé Linh Ý cũng có ngọn đèn của Đức Chúa Va. Thị Tòa cũng có ngọn đèn của Đức Chúa Va. Thanh Phát cũng có ngọn đèn Đức Chúa Va. Trương Anh Hà cũng có ngọn đèn Đức Chúa Va. Phây có ngọn đèn Đức Chúa Va. Hoan có ngọn đèn Đức Chúa Va.
mỗi một chúng ta có ngọn đèn của Đức Giê-hô-va. Trách nhiệm của tôi và anh em phải sửa soạn đèn mình mỗi ngày. Cho tôi nghe chữ Amen. Cho tôi nghe chữ Amen. À, nhà nào ngày hôm nay cũng có bếp ga. Và tôi tin rằng một người biết nấu ăn là một người phải biết làm vệ sinh cái bếp ga đó, phải, đặc biệt là cái bông đó, phải không ạ? Nếu chúng ta không làm, lửa sẽ ra không đều, phải không ạ? Có phải không ạ? Và sẽ hao ga. Đời sống tâm linh của chúng ta vậy. Mỗi ngày chúng ta phải làm sạch ngọn đèn của Chúa ban cho chúng ta. Đó là tâm linh của tôi và anh em. Đừng đi theo ý riêng của mình nữa. Amen. Amen. Hãy đi đúng con đường Chúa bảo tôi và anh em đi. Giống như năm người khôn, họ đã không khinh lờn Chúa. Họ đang tôn trọng chàng rể là Giê-xu. Vì cái đó mà họ đem theo dầu trong bình mình. Xin đừng khinh lờn Ngài nữa. Trên giờ này tôi nhân danh Chúa Giê-xu và kêu gọi hội thánh ta đồng đứng lên. Mỗi người chúng ta nhanh chóng đến và cầu nguyện với Ngài. Điều đầu tiên, hãy nhớ rằng chúng ta đã được chọn rồi. Chúng ta đã tin Chúa rồi, chúng ta được chọn rồi. Nhưng anh em chưa chắc đâu. 10 người đã được chọn cầm đèn đón chàng rể. Nhưng kết thúc chúng ta được biết đó, chỉ có 5 người được chọn và 5 người bị khước từ. Xin mỗi một chúng ta đừng chủ quan, đừng khinh lờn, đừng xem khinh tình yêu của Chúa Giê-xu nữa, đừng lạm dụng tình yêu của Chúa Giê-xu nữa. Nhưng Ngài sống cho tình yêu đó bằng việc sửa soạn đèn của mình mỗi ngày. 5 người dài đã tỉnh thức sửa soạn đèn mình, nhưng họ đã phát hiện đó là họ không đem dầu theo, và cuối cùng bằng việc đó mà họ bị để lại. Anh em yêu dấu của tôi, đừng mang tiếng là người theo tin lành mà không có dấu ấn của Đức Thánh Linh. Đừng mang tiếng là một người phục vụ Chúa mà không có Đức Thánh Linh ở với mình. Đừng mang tiếng là một người tận tâm, tận tình với Chúa mà chúng ta không có Thánh Linh đi cùng chúng ta. Hãy bày tỏ sự trân trọng Ngài bắt đầu từ giờ phút này hỡi hội thánh của Chúa. Đừng khinh lờn Ngài nữa. Nếu như ngày qua ta khinh lờn, nếu như ngày qua chúng ta xem khinh, thì đây cũng là giờ phút chúng ta xin lỗi Chúa, xưng tội của mình với Chúa, cầu lấy sự tha thứ để tội lỗi chúng ta được làm sạch bởi huyết của Chúa cứu thế Giê-xu. Để khi chàng rể đến, khi những buổi nhóm sự hiện diện của Chúa xuất hiện, Chúa tiếp đón chúng ta. Đừng để Chúa gạt chúng ta sang một bên, thì cuộc đời của tôi và anh em sẽ rất là đau khổ, bất hạnh, mệt mỏi, chán nản. Nhưng hãy để Chúa tiếp đón chúng ta như Ngài tiếp đón 5 người khôn ngoan. Và rất là tuyệt vời, bởi vì họ được sống với Ngài. Họ được tận hưởng những bữa tiệc, họ tận hưởng niềm vui, họ tận hưởng được không khí của thiên đàng. Hallelujah, 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 hallelujah. Shamaka karama karama, shekarama katoko shekataka. Xin Chúa cho chúng con nhắc nhở lẫn nhau, hãy sẵn lòng chuẩn bị cho ngày Chúa tái lâm. Hãy sẵn lòng chuẩn bị cho những giờ phút nhóm lại anh em. Vì nơi nào có đôi ba người nhóm lại nhân danh Chúa thì có Chúa ở giữa. Và khi Chúa ở giữa thì để Chúa tiếp đón chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ bị gạt ra ngoài vì chúng ta đã khinh lờn Chúa. Hallelujah. Tôi kêu gọi giờ này vì là giờ của sự cầu nguyện, cho nên tự do trong thánh của Chúa mà cầu nguyện. Nên em nào, nếu có tôi tới của Chúa nào, chúng nghe lời của Chúa, chúng ta được nhắc nhở, chúng ta được cáo trách, chúng ta run rẩy trước lời của Ngài. Xin hãy thay mặt hội thánh của Chúa dâng lời cầu nguyện ngay giờ này anh em. Hãy nhanh chóng, đừng chậm trễ.
vì chúng ta không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Cho nên hãy nhắc nhở nhau, mỗi giây, mỗi phút, mỗi buổi, mỗi ngày, chúng ta hãy sửa soạn đàn mình, tâm linh của mình, thái độ của chúng ta với Chúa như thế nào. Phải được nhắc nhở, vì nếu không, chúng ta đi nhóm, mà ngày đến, Chúa gạt chúng ta ra ngoài, là một điều đắng cay lắm anh em ạ, điều đau đớn lắm anh em ạ. Thì tôi kêu gọi, ai muốn được cầu nguyện qua sứ điệp hôm nay, xin hãy thay mặt Hội Thánh dâng lời cầu nguyện một cách mạnh mẽ, lớn tiếng. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.